chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang được trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Kính thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, vụ cháy khủng khiếp tại huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh đã thiêu rụi hơn 40 hectare rừng và cả ngàn lượt người đã được huy động để dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, cũng là lúc cả ngàn chiến sĩ tham gia chữa cháy mệt lã vì đã dầm mình trong biển lửa suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. Đây được xem là vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay ở huyện Nghi Xuân. Song song với các biện pháp dập lửa thông thường, các đội ứng cứu cũng chủ động triển khai phương án dùng lửa cứu lửa. Theo đó, các đội chữa cháy chủ động phát cây tạo đường băng trắng trước khoảng cách đám cháy sắp cháy tới. Sau đó chủ động dùng lửa đốt trước, từ đó hạn chế được thiệt hại khi lửa bùng phát trong những vùng mà lực lượng chức năng không thể kiểm soát. Để tránh thiệt hại cho người và tài sản, từ tối hôm qua đến sáng nay, chính quyền huyện Nghi Xuân đã di dời hơn 300 người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Do vụ cháy gần với cây xăng dầu Gia Lách nên toàn bộ trụ bơm xăng ở đây đều phải di dời, đồng thời toàn bộ kho xăng được phủ cát để đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Các chiến sĩ Hà Tĩnh đã rất nỗ lực để dập tắt đám cháy, không để gây thiệt hại về người. Và trong quá trình chữa cháy vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An của tỉnh Hà Tĩnh, thì lực lượng chức năng đã phát hiện một người dân sinh sống cạnh bìa rừng có hành vi đốt rác và nghi ngờ là lửa tàn từ việc đốt rác này đã gây ra vụ cháy. Hà Tĩnh đang bước vào thời điểm nắng nóng như chảo lửa, nhiệt độ lên đến 40 độ C, kèm theo gió lào. Mọi sinh hoạt sản xuất đều rất khó khăn, nên bà con cần hết sức cẩn trọng, bởi dù chỉ là một đốm lửa nhỏ cũng có thể gây hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Và thưa quý khán giả, dù trưa nay ở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương có mưa lớn, thế nhưng một vụ nổ trong công ty bia trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng đã xảy ra, khiến cho mái tôn bị văng khắp nơi và nhiều người thoát chết. Một số bồn chứa bia đã bị bật nắp văng khắp nơi. Hậu quả của vụ nổ là khiến cho một nam công nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu xác định do nổ khí metan trong quá trình thi công đường ống nước thải đấu nối vào hố ga. Thưa quý vị và các bạn, thông thường thì các đối tượng cướp giật gặp gì có giá trị thì sẽ cua hốt, nhưng mà đối tượng ngay sau đây thì lại có hành xử rất kỳ lạ. Trên đường đi tìm con mồi để cướp tài sản, Nguyễn Tiến Phúc, 21 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, gặp một cô gái 25 tuổi. Sau khi dùng dao khống chế cướp tiền 900.000 đồng, Phúc thấy chị T có đeo nữ trang nên kêu đưa nữ trang, nhưng chị T năn nỉ nên Phúc không lấy. Phát hiện chị T có điện thoại, Phúc cũng yêu cầu chị T đưa, nhưng chị T lại tiếp tục năn nỉ nên Phúc không lấy. Sau đó, Phúc kêu chị T điều khiển xe đi, Phúc quay đầu xe và chạy về nhà. Đến ngày 15 tháng 6, trên đường đi tìm con mồi khác để tiếp tục cướp thì Phúc bị bắt. Thông thường trộm cướp thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà đúng là đối tượng này vẫn còn chút lòng trắc ẩn đối với nạn nhân. Còn chút tình nghĩa, có nghĩa là bản thân đang cho mình cơ hội để mà quay đầu. Dù sao thì cũng đã cấu thành tội cướp tài sản thì vẫn phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau thời gian theo dõi thì vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng đặc nhiệm biên phòng miền Nam chốt chặn tại quốc lộ 22, đoạn qua xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Diễn biến sau đó rất thót tim khi các trinh sát phát hiện một chiếc xe khả nghi. Chiếc xe Toyota Corolla Altis xuất hiện, lao nhanh trên đường. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đuổi theo. Phát hiện chiếc xe nghi vấn, lực lượng thuộc đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam phối hợp với biên phòng Tây Ninh từ bốn phía áp vào chặn đầu chiếc xe ô tô. Nhanh chóng áp sát chiếc xe, lực lượng chức năng yêu cầu những người trong xe bước xuống đường để kiểm tra. Trên xe lúc này có hai người đàn ông, trong đó có một người tỏ ra không biết tiếng Việt Nam. Trong ba lô của hai người đàn ông này mang theo có một gói hàng nghi là chứa ma túy. Từ vụ chặn bắt gần biên giới Việt Nam Campuchia, lực lượng chức năng đã thu giữ được 10 kg ma túy dạng đá, hơn 3.000 đô la Mỹ cùng vàng và một xe ô tô 4 chỗ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định người Singapore trực tiếp qua biên giới sang Campuchia lấy hàng rồi quay về Việt Nam. Sau đó cả hai cùng chạy chiếc xe ô tô chở hàng về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. 10 kg ma túy được chặn đứng là giúp cho bao mái nhà có người thân đang nghiện ngập. Cuộc chiến chống ma túy ở vùng biên vốn rất phức tạp, nay càng cam go hơn đối với lực lượng đặc nhiệm khi mà số lượng vận chuyển ngày càng lớn. Thưa quý vị và các bạn, chuyện xung khắc giữa mẹ chồng và nàng dâu, tàn dư của xã hội phong kiến là vẫn còn. Nhiều cuộc hôn nhân đã đổ vỡ chỉ vì mẹ chồng và nàng dâu không thể hòa hợp được với nhau.
Nhưng mà chuyện đó ngày nay thì chỉ còn một số rất ít và đang dần được xóa nhòa. Nhưng mà thời gian gần đây, chuyện ngược lại càng xảy ra rất nhiều. Và liên quan đến vấn đề này thì bà Đỗ Thị Tạo, 65 tuổi ở thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Dù tuổi đã lớn, nhưng mà theo lời kể của bà, thì bà vừa trải qua những trận đòn nhớ đời mà người gây ra lại chính là con dâu của mình. Bà Tạo cho biết, con dâu của bà là Nguyễn Thị Thu Trang, 32 tuổi, ở chung nhà. Tối ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà đi vệ sinh dầu bô rồi để bên cạnh bồn cầu. Tính để ngày hôm sau tưới cho rau sau vườn. Người con dâu không đồng ý về việc làm của mẹ chồng, nên đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó con dâu đã lôi mẹ chồng vào phòng để đánh đập. Người nó không ăn, tôi nằm sau tay có đâu mà không chết. Người nó không chết. Bà Tạo cho biết, trước khi về làm dâu, bà Trang đã từng có một đời chồng và hai đứa con riêng. Do con trai đi làm ăn xa, bà Tạo và con dâu ở chung một mái nhà. Hè về, hai con riêng của bà Trang cũng đến ở chung với mẹ. Hiện bà Tạo đã báo cho các con ruột của mình về vụ việc. Lúc này, những người con mới tá hỏa khi biết đây không phải là lần đầu tiên bà bị con dâu đánh đập. Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Trang cùng các con riêng đã rời khỏi nhà. Tuy nhiên trước đó, bà Trang đã nhờ người đến nhà dọn chuyển hết tivi, tủ lạnh, máy giặt để mang qua nhà hàng xóm gửi nhờ. Sự việc này càng khiến gia đình bà Tạo thêm bức xúc. Gia đình bà Tạo đã lên trình báo với công an xã về sự việc. Công an xã cũng đã đưa bà Tạo đi khám sức khỏe. Cái việc mà con dâu đánh mẹ chồng như vậy thì về mức độ mà xét về mức độ đạo đức gia đình là cái này là hoàn toàn là sai, sai trái và nên là cần phải đưa ra này cho quần chúng dân để làm cái gương. Cái này là trái cái đạo đức. Con dâu mà đánh mẹ chồng là không thể chấp nhận được. Dù việc này đang gây nhiều bức xúc trong xã hội bởi con dâu đánh mẹ chồng là trái với đạo lý. Anh Tình sống bằng nghề đi theo tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi cho một ngư dân tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Vào ngày 17 tháng 6, trong lúc tiếp nhiên liệu vào máy tàu cá, do bất cẩn ngọn lửa bùng phát bốc cháy. Trên tàu lúc này có 7 thuyền viên khác đã kịp thời nhảy xuống biển thoát nạn. Riêng anh Tình ở trong bong tàu thoát không kịp nên bị bỏng rất nặng. Hoàn cảnh gia đình anh Tình rất khó khăn. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, sống với bà nội. Hiện nay anh đã có vợ và hai con, một bé 2 tuổi và một bé 4 tháng. Người vợ không biết chữ và không có việc làm, phải sống vào tiền lương đi biển của chồng. Do không có nhà nên thời gian qua vợ chồng anh Tình phải sống nương tựa trong căn nhà tre lá tạm bợ của người thân. Hiện nay việc điều trị thương tật của nạn nhân gặp nhiều khó khăn, nhất là cần khoản chi phí khá lớn trong thời gian điều trị dài hạn tại bệnh viện. Có nói bỏng đồ máy không? Thưa quý khán giả và bà con, trước nỗi lo về sự phát triển ồ ạt của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh sẽ ảnh hưởng đến môi trường, thì ở xã Quách Phẩm Bắc của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã xuất hiện nhiều nông dân thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và thu về tiền lời cả tỷ đồng. Ông Diệp Thanh Vũ là một trường hợp điển hình. Toàn bộ diện tích ao khoảng 1.200 m² được anh Tuấn san lấp bằng giới mặt bờ hiện tại và đắp bờ mới. Sau khi ao nuôi được hoàn thiện, anh đã áp dụng quy trình là BioLock. Và khi đó, hệ thống siphon tự động trước hết sẽ giúp tiết kiệm chi phí về điện. Và anh Tuấn cũng cho biết thêm, quy trình nuôi tuần hoàn nước cũng sẽ quản lý hoạt động nuôi tôm, môi trường nước được tốt hơn. Ngoài ra, vụ mới này trong ao nuôi của anh thì cũng sẽ nuôi với mật độ là gấp đôi. Thưa quý vị, trong tháng 6, Trung Quốc hạn chế nhập khẩu khiến cho hàng loạt mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam đang rớt giá rất mạnh. Nhiều nơi, nông dân đang thua lỗ.
Thời gian này, riêng tại Bắc Giang đã có hơn 400 thương lái Trung Quốc sang kết hợp với thương lái Việt Nam đặt các điểm cân thu mua vải thiều để đem về nước. Nhờ đó kết thúc vụ vải, tuy mất mùa, song nông dân trồng vải ở Bắc Giang vẫn tươi cười khi thu về 6.300 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Trái ngược với niềm vui mất mùa nhưng được giá của bà con Bắc Giang, tại nhiều tỉnh thành khác, nông dân lại ngậm đắng nuốt cay, thua lỗ vì nhiều mặt hàng nông sản như sầu riêng, mít thái, thanh long rớt giá thảm hại. Thậm chí mặt hàng mực khô còn phải cầu cứu lên chính phủ, chờ được giải cứu. Nguyên nhân khiến hàng loạt mặt hàng nông sản gần đây rớt giá là do phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu, khiến hàng hóa bí đầu ra và giảm giá. Diễn biến của thị trường cho thấy Trung Quốc ngày càng siết chặt các cửa khẩu tiểu ngạch, có nơi còn rào lại để ngăn hàng mậu biên. Các doanh nghiệp Việt phải chuyển hướng sang xuất khẩu chính ngạch và bảo đảm về chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và nhãn mác bao bì như đúng Trung Quốc yêu cầu. Trước rào cản này, nông sản Việt bắt buộc phải vượt qua sự dễ dãi lâu nay để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ thị trường Trung Quốc. Thị trường đang được đánh giá là có quy chuẩn tương tự như là Mỹ, Nhật Bản, Australia hay là Canada. Mời quý khán giả xem phóng sự Nông sản Việt vượt rào cản do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Xưa nay, trái cây, cá, gạo, cà phê, hồ tiêu. Sau thu hoạch, nông dân sẽ bán thô trực tiếp cho thương lái, rồi xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc. Thủ tục rất đơn giản. 70% nông sản Việt bán theo kiểu này. Người nông dân phụ thuộc về giá cả, đầu ra nếu như thương lái không mua, thị trường Trung Quốc không ăn hàng. Nên câu chuyện giải cứu nông sản thường xuyên xảy ra. Hiện nay, thị trường Trung Quốc không còn dễ dãi, nhưng đây là thị trường gần như sống còn của nông sản Việt. Với khoảng 1 tỷ tư dân, nhu cầu nhập khẩu nông lâm thủy sản ngày càng tăng. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, các doanh nghiệp cần tận dụng khai thác thị trường này. Đó là câu chuyện vượt rào cản của nông sản Việt. Từ tháng 4 năm 2018, Trung Quốc có nhiều thay đổi trong nhập khẩu. Trái cây khi xuất vào đây, các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn nguyên liệu, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và phải đăng ký mã số vùng, địa danh của nông sản với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Sự thay đổi đột ngột từ đối tác, nông dân và doanh nghiệp không thích ứng kịp. Trước đó đã có những lô thanh long, vải thiều bị trả hàng về từ các cửa khẩu do không đạt yêu cầu. Quý 1 năm 2019, nông sản xuất sang Trung Quốc suy giảm, đường đi ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2019, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải đi bằng đường chính ngạch và tuân thủ các quy định khắt khe hơn trước. Sự chủ động, thích ứng thị trường đòi hỏi ngành chức năng, doanh nghiệp phải nhìn thấy trước. Nên từ năm ngoái, tỉnh Bắc Giang, thủ phủ vải thiều của cả nước đã có các chính sách giải pháp kích cầu thị trường tiêu thụ vải, khai thác tốt thị trường nội địa qua các kênh bán hàng, đồng thời mở rộng xuất khẩu vải đi hơn 30 nước. Nông dân đang sản xuất vải thiều theo Việt Gap, Global Gap. Năm 2019, Lục Ngạn có 20 hectare sản xuất hữu cơ. Nhà vườn chỉ sử dụng phân hữu cơ tự ngâm ủ, phân vi sinh, sử dụng ớt, tỏi để làm thuốc phòng trừ sâu bệnh, có sổ điện tử, theo dõi quy trình chăm sóc. Trước khi xuất khẩu, doanh nghiệp cử người kiểm tra, loại nào không đạt yêu cầu sẽ loại bỏ hoàn toàn, tránh ảnh hưởng các lô hàng sạch, đạt chuẩn. Hiện doanh nghiệp đã nắm được quy định về bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, nên xuất khẩu rất tốt sang Trung Quốc. 100% vải thiều Lục Ngạn đã được cấp mã số vùng trồng, chất lượng đảm bảo, có thể xuất khẩu đi Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Australia, Lào, Malaysia. Vải thiều gần cuối vụ, giá vẫn cao và hút hàng, dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký. Nhà vườn mua bán sôi động, phấn khởi. Để có nhiều hơn 9 loại trái cây xuất chính ngạch đi Trung Quốc gồm xoài, thanh long, nhãn, chôm chôm, vải, chuối, mít, dưa hấu, măng cụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán mở cửa thị trường cho các loại trái cây theo thứ tự ưu tiên gồm sầu riêng, chanh leo, bơ, bưởi, dừa, na, roi, sản phẩm tổ yến, khoai lang. Vượt rào cản thương mại là bắt buộc phải vượt qua sự dễ dãi của lối sản xuất cũ lạc hậu, mua nhanh bán gấp, không quan tâm chất lượng sản phẩm. Vì thế, nông dân không được sản xuất manh mún, xịt thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường đất và nước.
mà cần phải liên kết sản xuất quy mô, sạch, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhãn mác, bao bì, xuất chính ngạch, giảm rủi ro và thu về giá trị lớn hơn. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp có vùng trồng xoài xuất khẩu, đời sống nông dân đang vươn lên từ việc sản xuất sạch liên kết. Theo các chuyên gia, Trung Quốc là thị trường tiềm năng, việc yêu cầu xuất khẩu chính ngạch không phải là rào cản mà chỉ là sự điều chỉnh theo thông lệ quốc tế khi hội nhập. Và yêu cầu cao về chất lượng từ Trung Quốc và các thị trường là đáp án của thành công trong thời buổi kinh tế thị trường. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, nông sản Việt đang chuyển mình để thích ứng với quy định mới của thị trường. Nếu các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cao giá trị nông sản bằng các sản phẩm chế biến tinh, chế biến sâu để giải quyết rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu sản phẩm thô. Rõ ràng, vượt rào cản thương mại, vượt qua sự dễ dãi là cái khó, nhưng đó là câu chuyện của cái trước mắt, cần lập lại trật tự sản xuất. Còn cái lợi về lâu dài sẽ không ai có thể tính được. Thưa quý vị và các bạn, trong các kỹ thuật của thao tác lái xe thì việc lên xuống dốc luôn khiến cho các tài xế, đặc biệt là những người mới vào lúng túng, nhất là khi hai bên đường là núi cao hoặc vực sâu. Và trên thực tế, trong thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc mà nguyên nhân chính là do tài xế chưa có đủ khả năng để ứng phó với tình huống bất ngờ như là giật đột ngột bị mất phanh hay là tuột dốc. Do đó, để bảo vệ an toàn cho tài sản và tính mạng, người điều khiển các phương tiện cần tránh chủ quan và cẩn trọng khi đi qua những tuyến đường có địa hình phức tạp như vậy. Nhiều ngày qua, người dân tại khu vực cầu Hàm Luông, tỉnh Bến Tre vẫn chưa hết hoang mang về vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 27 tháng 6. Khi đó, chiếc xe cẩu bất ngờ va chạm với xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova đang chạy lên dốc cầu Hàm Luông, lưu thông cùng chiều, hướng từ thành phố Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Sau cú va chạm, cả hai xe đều va vào thành cầu và rơi xuống đất, cách mặt cầu gần 10 mét. Hậu quả, trong số 4 người ngồi trên xe Innova, có một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân nam khác hôn mê được cấp cứu và một người bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định khi hai xe chạy cùng chiều lên dốc cầu Hàm Luông, xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất thắng, tuột dốc. Trước đó, vào chiều ngày 14 tháng 4, tại xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe tải chở theo máy xúc đang lên dốc thì bất ngờ bị tuột dốc. Lúc này, có ba cháu gái đang điều khiển xe đạp điện phía sau. Do tình huống quá nhanh khiến cả ba cháu không kịp xử lý và bị chiếc xe tải cán qua. Hậu quả, hai cháu tử vong và một cháu bị thương nặng. Ai nấy đều thương tâm bởi các bé gái đều còn quá nhỏ. Ngoài ra, còn một vài trường hợp hy hữu khi đậu xe trên phần sườn dốc và xe tự động bị mất thắng dẫn đến tai nạn. Từ đó, các chuyên gia đào tạo lái xe khuyên người dân trước khi lên dốc, xuống dốc, nhất là đối với dốc cao, dốc dài, nhất thiết phải kiểm tra tay cuông, thắng trước, thắng sau, số, ga, bô lốp. Nếu thấy bộ phận nào chưa hoàn chỉnh, không an toàn, phải xử lý kỹ thuật ngay để tránh những tình huống bất ngờ xảy ra mà không trở tay kịp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Mến chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.